đang ở đâu vậy? Mọi người à, đang ở Gia Lai. Còn lâu mới nói nhá. Hôm nay sẽ cưới tụi này. Trời ơi, đang mắc cúp chứ. Mắc cúp cho chú để nha bà. Chú đúng rồi. Mời lên cậu Khánh. Chưa ra bốn cơ. Cứ đi lên nè, chưa lại một đứa đi. Chưa bắn nha. Trời mấy chị đẹp quá vậy. Đẹp không? Ôi. Sao? Thôi, đáp
Bạn đây vô đây ngồi đi. Trên mình trống nhiều quá. Qua qua đây ngồi. Ngồi đi em xin. Hay đứng lên tâm. Tâm em phải chạy lên làm, mình lên làm cho mọi người. Để tập thì mỹ hôm qua phải không? Thì hôm qua cháu gọn nó ngoài trời ấy nắng không? Đây trong nhà. Đây là toàn bộ cái ăn gia này mọi người. Cô nguyên cái chợ ai cũng đẹp hết. Đây là bạn của cô dâu. Nó gần nghiêng quá nó bạn. Cô dâu đẹp lắm mọi người ơi. Hôm nay đẹp xuất sắc. Chung gì mà tôi muốn làm ông luôn. Hôm nay xuất sắc chưa? Về nhà chồng nha. Cô dâu cầm bông cái đẹp má. Rớt bông mà. Quay rồi đúng không? Quay. Cái tóc là bay giờ đẹp mà. Đúng rồi, quay cái tóc cho em rồi đi, em có ai quay chưa muộn. Thì thôi em lấy cái này nè. Gặp à cài vô video rồi. Lấy cái bắn vào cho. Quay cái đoạn mà đang ở trong phòng chờ. Ủa, đưa nhà trai là như cô dâu là được đưa lên phòng luôn mà. Ủa vậy không biết. Lên phòng nhốt lại luôn rồi. Không, không má nó dắt xuống dưới làm lễ mà. Bây giờ đúng rồi, người ta làm lễ là em sẽ người sắp em. Em để đây ngoài, em xuống ngoài. Rồi sách em xuống kìa má. Một, hai, ba, có chứ mà. Nhìn thấy cười quý ơi. Không biết chứ không có quen gì. Nhìn thấy cười đúng má. Một ekip đang tác nghiệp cho con. Ấy còn nước không? Các bạn cũng lấy nước cho từ chân lên đầu, từ đầu xuống dưới chân. Rồi, sắp mặt xuống nhưng mà bây giờ cấm rồi không có gì nữa. Tại vì để dành được, tại vì quản ngại có coi chuyên tính rồi, cho nên bất công. Mình không có nằm trong cái khu vực đó nhưng mà cũng bị một tiếng như vậy. Quay góc mình lại cho người biết. Mới quay mà cái mới quay như người ta, người ta chỉ cho ta ăn như nè. Bây giờ nè. Bây giờ vậy nè. Áo của em cho em mượn đó, mới bây giờ nó xin luôn rồi. Áo của em đi cho em luôn. Áo đáp má ơi. Đáp gì? Không hiểu đừng quẩn quá. Ok. Rồi nè, chăm uống nước đi. Bây giờ là cô dâu uống nước nha mọi người. Trời, cô dâu đi đường vô đang mệt. Đâu, mùa nào đâu. Mình nữa mùa này thật sự là đang dịch mình cũng ngại lắm rồi. Đó. Cô dâu đang chia sẻ về đám cưới mùa dịch mọi người. Dâu khóc luôn. Đừng khóc, má trời phấn má, đừng khóc. Hôm nay hứa không đúng rồi, chút xíu rồi mới không sẽ có qua đây này. Sao không quay lại sao cháu đỡ được quan đây để bên đây vô đi bên đây ông đi cùng biết sao nhà đâu nhà đó chắc bên đây gì đánh đèn không đánh đánh đèn đi đánh đèn đi à cầm xuống cho anh nó quay YouTube hả? Anh quay được lượng này đó thì đừng quay em không, anh quay nè. Ừ. Đây là chị Hồng Hà nè mọi người. Chị Hồng Hà.
đường Mương nha. Đường Mương qua gì? Nhà chị ở đường Mương. Đó mà đẹp lắm. Đặc biệt danh là mà gọi gọi đèn nó đẹp. Còn đây là sáng, cô Mỹ Lệ Tiền. Mọi người có coi clip tắt. Mình là nghệ sĩ ưu tú Mỹ Lệ Tiền nha mọi người. Đang tác nghiệp cho nữ diễn viên. Diễn viên trẻ, diễn viên trẻ. Còn có Trâm, gì là Trâm? Mất cả mấy năm. Cái diễn viên là sao vậy? Bực bội. Trời đang quay YouTube mà giật cao, giật lộn gì vậy? Trời ơi. YouTuber nhiều quá. Ở đây toàn bộ là YouTuber nha mọi người. Chị chỉ cần để một chỗ thôi chị. Chị quên tùm lum là bị chóng mặt đó. Thì mọi người lên đây ngủ đi. Trời. Nước cao chảy đây rồi. Chú ngồi đúng rồi đó. Nói thì được rồi, ngồi xuống đi, quay quay thôi. Hello mọi người. Hello mọi người. Hello Trâm Official. Hello cô dâu. Tự nhiên á, mới vô nhà, nhà của chú dễ ông á, chị chồng đưa lên đây luôn. Hả? Và hiện giờ là Trâm đang ngồi chờ để đưa xuống. Ủa đưa xuống hả? Để đưa xuống. Bà ngồi. Hello đi bà ngồi. Hello. Hello mẹ Tính ơi. Tính hello. Từ cô giáo theo đi. Từ cô giáo theo. Hồi hộp không cô giáo? Không, không hồi hộp nữa. Tại vì mình tới nhà chú dễ hoài, quen rồi. Đại An nè, tóc hỉ. Giờ này chú dễ còn bán hàng. Không quá, khách chúc mừng. Xin chào, Diên. Đại An. Tóc hỉ. Đây là những con vật đang chờ đón chúng ta. Hello đi chị. Trời ơi đẹp quá nè. Trời ơi xinh quá. Anh quay lại kìa. À chị ơi hello đây. Trời ơi xinh quá. Hôm nay xinh quá dở. Tí nữa mấy chị qua hết một vàng quay cho nha. Hello. Hello đi chị. Hello. Hello. Hello đi chị. Xinh quá. Quên nè. Hay vậy. Quên rồi nè đây. Đây kênh YouTube của Trâm ơi cô. Đông luôn. Đông chụp ra để chúng ta bắt tay nha. Xong. Tờ tiền là tôi. Chụp anh hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trang quá. Ít. Quá đang chạy thấy. Hôm nay nó làm giấy tờ cho anh ơi. Không lên khu vực làm được. Có một cờ dương tính là giấy tờ. Có một cờ dương tính là tình kỳ. À chứ là. Dạ tôi đồng quá. Chạy tới như nó bị mất tay hả? Hello, đây là chị Trang nha mọi người. Hello đi anh. Hello.